Ủa nhanh 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 anh, nhà này bố dọn nhà đi à? À, tôi cũng không rành lắm. À, nghe nói là chủ nhà đi nước ngoài á, rồi họ thuê tụi tôi lại đây chở đồ. Sao em nhà kế bên mà không biết ta? Mà ông này cũng ghê thiệt, đi nước ngoài mà không báo ai chứ. Bộ sợ làm tiệc chia tay tốn tiền hay sao? Tôi gọi điện. À, người ta không gọi điện chắc chắn là người ta có lý do. Ông nhiều chuyện quá. À, nhưng mà thôi đem kêu người qua dọn phụ chứ đồ quá trời, hai anh dọn sao hết. Giúp cho nha. Hai anh dọn nhà thấy cực không? Ủa, tôi có nhờ hai người dọn phụ hai anh á. Hai người. Sao bắt tôi? Hành vi trộm cắp tài sản của hai anh á đã bị tôi phát hiện rồi. Hai ngày trước khi đang đứng ăn táo trước nhà thì tôi thấy hai người đi phát tờ rơi, nhưng với thái độ và hành vi rất khả nghi. Này, tụi tôi chở thuê mà. Chói nữa hả? Lần sau á mà có muốn vô nhà người ta thì nói với tôi. Đây nè, chủ nhà gửi chìa khóa nè. Mời hai anh lên phòng giải quyết. Và sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Khi bạn đi vắng nhà thì cần khóa cửa một cách kỹ càng. Nên gửi hàng xóm đến tin cậy chìa khóa cũng như là để ý nhà cửa giùm khi mình đi vắng. Sử dụng thiết bị bảo vệ như camera quan sát, hệ thống báo động khi có người lạ xâm nhập. Xong chưa, làm gì mà lâu dữ vậy? Chờ một chút đi, làm chưa được mà. Đưa đây coi, có cái gì khóa mà nãy giờ mở cũng được. Ông giỏi ông mở đi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái gì này bình thường mỗi ngày vẫn mở được mà. Ông tưởng ông hay lắm hả? Thôi ra ngoài chợ á, kêu ông làm chè vô mở đi, chứ không là không hết việc á. Đúng rồi, ở nhà dưới nhà nha, tôi đi liền. Lão nháo hả? Ăn con pháo nè con. Trời, bình tĩnh. Con, lên ngựa. Sợ rồi. Lên ngựa. À, chú ơi, cho con hỏi thăm, ở đây có sửa khóa không chú? Có con, chú là người sửa khóa nè. À, may quá, con nhờ chú vào nhà giúp giùm con mở giùm cái khóa cửa. Hồi sáng hai vợ chồng đi gấp quá, rồi khóa cửa rồi bỏ luôn cái chìa khóa ra chổng luôn rồi. Mà nhà con ở đâu? À, dạ nhà con ở số 534 đường số 3. Bây giờ con có việc gấp, con phải về nhà trước. Chú vào gấp giùm con nha. Rồi rồi con đi đi, chú chạy theo. Xong chưa chú? Không được rồi. Ổ khóa này là ổ khóa cao cấp, chắc phải phá ổ khóa này ra. Vì không thể nào mở khóa này bằng chì được. Vậy chú mở cách nào là mở? Vợ chồng có việc gấp á, chú làm liền đi. Dạ, được rồi, để chú cố gắng chú sửa cho. Thôi
Chú làm nha, con đi mua nước con chú. Dạ con đi đi con. Cảm ơn chú. À, cho con gửi tiền công mở khóa của chú nha. Ồ, nhanh dữ trời. Vậy không được 100 ngàn. Sài Gòn dễ kiếm tiền nha chú. Dạ chú ơi. Cảm ơn chú nha. Xong chưa, lẹ đi. Nhanh nhanh. Nãy mua nước mà em quên gửi anh chị. Ừ, cảm ơn em, anh không có khác. Anh có gì gấp rồi. Hành vi trộm cướp tài sản của anh chị đã bị tôi phát hiện rồi. Tôi đang ngồi đánh cờ với chú thợ sửa khóa thì anh đến nhờ mở cửa nhà. Tôi nghĩ anh chỉ là khách hàng bình thường nên không để ý cho đến khi anh đọc địa chỉ nhà anh. À, dạ, nhà con ở số 534 đường số 3. Đây là địa chỉ nhà bạn tôi, mà anh thì là một người lạ nên tôi đã quyết định đi theo để thăm dò. Rồi rồi, con đi đi, chú chạy theo liền. Chú, con chở chú qua, con biết địa chỉ. Đi, hai chú cháu mình đi. Anh nói là anh quên chìa khóa ở trong nhà, nhưng với ổ khóa này thì phải có chìa khóa mới khóa lại được. Tôi liền giả vờ đi mua nước để gọi điện thoại cho bạn để xác minh. Ủa, Trân, bộ nhà mày có người thân lên chơi à? Ủa, đâu có ai đâu. Rồi rồi rồi, tao hiểu rồi, mày về nhanh đi. Tôi đã xác nhận được hành vi bất hợp pháp của các người và báo ngay cho công an. Camera an ninh của nhà bạn tôi đã ghi lại được sự việc của hai người. Hai người thường xuyên lãng vãng quanh đây, thăm dò thói quen đi về của bạn tôi. Dùng chìa khóa vạn năng, các người đã dễ dàng mở ổ khóa cổng nhưng bất lực về ổ khóa cửa trong. Cái gì này bình thường mỗi ngày vẫn mở được mà. Thôi, ra ngoài chợ á, kêu ông Đầm Chì vô mở đi. Các người quyết định tìm thợ sửa khóa cao tay hơn để xử lý. Xui cho mấy người, chú thợ sửa khóa đang ngồi đánh cờ với tôi. Lão nháo hả? Ăn con pháo nè con. Hai người này là ai? Sao tự nhiên vô nhà tôi? Ăn trộm chứ ai. Tao mà không gọi mày sớm là mày mất hết tiền rồi con. Nam tâm này kêu cũng gỡ túi mày coi. Đúng rồi, tiền của tôi nè. Mời tất cả về phường giải quyết. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Khi ra khỏi nhà, bạn hãy khóa cửa cẩn thận bằng những ổ khóa chống trộm chất lượng cao. Trang bị những thiết bị chống trộm như camera an ninh để bảo vệ. Thường xuyên cảnh giác với những đối tượng lảng vảng quanh khu vực. Có ai ở nhà không ạ? À? Dạ. Chào Di. Có chuyện gì không chú? Dạ, con ở bên công ty điện lực đó. À, tháng này á, công ty kiểm tra thấy nhà gì sử dụng điện tăng thích 3 triệu. Cái gì mà 3 triệu dữ vậy? Dạ. Ừ, nhà tôi đâu có làm gì xài dữ vậy? Dạ, bởi vậy con mới xuống kiểm tra nè. Rồi rồi, để con vô. Đó, ở trong cái góc đó, thấy không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, chú, công tơ của chú sửa xong rồi đó. Tháng này là nó sẽ ổn định, xài như là theo nhà chú vậy đó. Không có nhảy nữa đâu. Dạ, rồi chi phí sửa công tơ là 2 triệu đó chú. Sao gì dữ vậy? Thôi chú ngồi đi chờ đi, để tôi vô tôi lấy em tiền ha. Dạ, 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 dạ. Ngồi đi chú. Dạ, 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 dạ. Gửi chú tiền nè. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ, dạ, dạ.
Chào anh, đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ và đồ dùng trong túi. Chúng tôi nghi ngờ anh giả danh thợ điện để lừa đảo khu vực này. Mấy anh tào lao gì vậy? Lừa đảo gì đây? Còn chơi nữa. Tôi là tôi theo dõi anh từ lâu rồi. Xui cho anh cái nhà bà Hoa mà anh lừa là nhà tôi. Khi tôi vừa về nhà thì tôi phát hiện anh vừa lừa má tôi mất 1.500.000 và anh tẩu thoát. Thì chú mới vừa tới sửa nè, sửa cái công tơ á. Công tơ điện của mỗi hộ gia đình đều được niêm phong một cách rõ ràng. Khi tôi kiểm tra thì công tơ điện nhà tôi vẫn còn giấy niêm phong, tức là anh chưa bao giờ mở công tơ điện ra. Hóa đơn của anh là một hóa đơn bán lẻ, trôi nổi trên thị trường, không phải hóa đơn của công ty điện lực. Tôi nói cho anh biết, nhà dân mà có hư công tơ điện á, thì người ta sẽ chủ động người ta gọi cho công ty điện lực. Hoặc là công ty điện lực sẽ gọi xuống và thông báo trước ngày sửa chữa. Chứ không phải muốn vô lúc nào là vô như anh đâu. Nghe hả? Nhà có sùm với cái bữa mà bà con tới đông á, uống thằng thợ điện trai. Trời, nó lừa bài bản lắm kìa. Nó lừa làm sao mà cô tự nhiên cô cứ nghe giống như cái gì á nó. Anh va vào tôi mà anh không hề xin lỗi, vội vã đi liền. Từ lúc đó tôi đã để ý đến anh. Anh thường nhắm vào những ngôi nhà của người già neo đơn, ở một mình và thời gian người nhà đi làm hết để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Nè, chú có thấy lấy cái điện thoại tôi để trên bàn không vậy? Trời, điện thoại của chú hỏi tôi. Ông già này lắm cẩm rồi. Anh có ngon thì cho kiểm tra đi, chắc chắn bây giờ cái điện thoại anh chưa có thủ tiêu được đâu. Chú tiện nè, dạ, anh cảm ơn chú nha.